Thân chào bạn đến với kênh MC Doni and Food Vlog, MC Doni and Podcast. Sau đây là cách làm bánh giò không cần lá chuối, siêu ngon. Từ trước đến nay, bánh giò luôn được làm rất kỳ công và phải được gói trong lá chuối thì mới tạo ra được hương vị thơm ngon đặc trưng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể làm món bánh ngon lành này mà không cần lá chuối, cùng làm bánh á hay bánh Âu và cùng xem hướng dẫn chi tiết ở bài viết dưới đây nhé trong nền ẩm thực việt nam bánh giò đã trở thành một món ăn quen thuộc và thân thương với nhiều người bánh rất dễ ăn thơm phức đậm đà hương vị và là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn sáng thông thường mọi người sẽ dùng lá chuối để gói bánh nhưng với công thức sau đây bạn hoàn toàn có thể làm được bánh giò thơm ngon hấp dẫn mà không cần đến lá chuối mục lục một nguyên liệu làm bánh a à, phần vỏ bánh b phần nhân bánh hai hướng dẫn làm bánh giò ngon không cần lá a làm vỏ bánh b làm phần nhân bánh một nguyên liệu làm bánh a phần vỏ bánh bột gạo bột gạo tẻ hai trăm gram bột năng 50 mươi gram nước hầm xương một lít nước nóng để riêng một trăm ml có thể không dùng đến bột canh một hai thìa cà phé dầu ăn một muỗng canh b phần nhân bánh thịt nạc dăm xay 200 g hành khô 100 g một nhĩ và nấm hương khô 50 g gia vị bột cánh nước mắm tiêu bột đường hay tùy vào khẩu vị của bạn hai hướng dẫn làm bánh giò ngon không cần lá chuối a làm vỏ bánh bước 1 lọc bỏ cặn của nước hầm xương, rồi cho vào một chiếc nồi lớn, thêm nước lọc để đủ 2 lít, và để nguội, nếu không thích, bạn không cần cho thêm nước lọc cũng được. Sau đó, cho bột canh vào nước hầm, sao cho nhạt hơn nước canh bình thường một chút. Bước 2, cho thêm bột gạo, bột năng, và dầu ăn vào nước hầm, ngâm ít nhất 1 giờ đồng hồ, tối đa là 4 giờ, trước khi làm bánh. Ngâm bột xong, thì khuấy thật đều, rồi bắt lên bếp, vừa đun, vừa khuấy, để bột không bị dính đáy nồi. Bước 3, khi thấy bột sôi lục bục và bắt đầu đặt lại rồi tắt bếp. Nếu thấy bột bị đặt quá, thì cho thêm nước sôi vào. Dùng máy đánh trứng, hoặc đổ gỗ, đánh bột lên cho thật nhuyễn, và mượt, không vón cục, và có màu trắng đục. B. Làm phần nhân bánh. Bước 1, ngâm mộc nhĩ, nắm hương cho thật mềm, bóc vỏ hành khô, rồi bầm nhuyễn ra, trộn với thịt và gia vị. Bước 2, dùng tay viên hỗn hợp ở bước 1, thành các viên tròn cỡ quả quýt nhỏ, rồi mang đi hấp chín. Cuối cùng, lấy một vài chiếc cốc, hoặc bát, cho một ít bột bánh vào, dàn đều, rồi đặt viên nhân ở chính giữa. Sau đó, cho tiếp bột vào phủ kín nhân. Xếp cốc, hoặc bát vào trong sửng, và hấp từ 25 đến 30 phút là bánh chín. Lấy bánh ra khỏi nồi, và thưởng thức. Như vậy là đã làm xong bánh giò, mà không cần đến lá chuối. Thật đơn giản phải không? Bạn hãy áp dụng hướng dẫn ở trên ngay, để làm bánh chiêu đãi mọi người nhé. Ngoài ra, nếu muốn làm được bánh giò đúng chuẩn, và học nhiều kỹ năng làm bánh bổ ích, bạn có thể tham khảo thêm về cách làm bánh Việt của MC Donny Vlog. Chúc các bạn thành công! Để biết thêm thông tin chi tiết về các cách làm bánh Á hay bánh Âu, bạn vui lòng để lại thông tin ở nút đăng ký hay like bên dưới để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé. Chào thân ái. MC Donien. Ngày 19 tháng 3 2023.